vẻ như là Minh Thiện đã thay đổi rồi khi nhìn thấy Huỳnh Mến phân tích như vậy. Không phải, tại em theo để cho gia đình yên ấm cái gì? Nhà phải có nóc. Cùng đến với vòng 4 của giác quan thứ 6 được mang tên lập luận. Lập luận có nghĩa là cần một cái gì đó chắc chắn. Hai người chơi chắc là đã có kinh nghiệm ở những vòng trước. Dạ vâng, những bài học xương máu tụi em đã thấm thía rồi ạ. Vậy thì chúng ta còn số 3 và số 5. Mọi người sẽ lựa chọn số mấy ạ? Dạ chắc số 3 đi ạ. Số 3. Và nghề nghiệp tương ứng sẽ là ca sĩ nhạc thính phòng. Mọi người hãy cứ phân tích và đánh giá, rồi sau đó trợ lý của tôi mới đưa ra kết luận. Hay là cho trợ lý anh lập luận trước? Dạ, cho trợ lý anh lập luận trước được không ạ? Tụi em năn nỉ luôn đó ạ. Người chơi đã năn nỉ như vậy, em hãy làm đúng phận sự của mình đi, là một trợ lý. Hãy đưa ra đánh giá và lựa chọn của mình. Ca sĩ nhạc thính phòng á, là họ phải có một cái lỗ tai rất là thính. Khi mà họ cùng nhau ở trong cái phòng đó, họ có thể nghe nói chuyện với nhau, nghe nhau, rồi nghe được giọng hát của nhau. Đúng, nhắc bài con thính phòng cho nhau. Là đúng, trong đúng. Phòng phải thính, okay. Phải thính lắm. Thính. Em nghĩ là số 3 nha. Tại vì anh số 3, hai cái lỗ tai ảnh như vậy đưa ra bên ngoài thì chứng tỏ cái người này thính giác rất là tốt. Vừa rồi là phân tích của trợ lý chương trình. Còn bây giờ xin mời hai người chơi. Em thì đầu tiên em nghĩ tới là bạn số 1. Tại vì bạn đó to khỏe, thì thính phòng là em nghĩ là mấy ca sĩ mà hay thính phòng là phải có một cái chất giọng rất là cao, có cột hơi nữa. Dạ đúng rồi. Có phải là một phần nữa là bởi vì là trợ lý chương trình? À, dạ cũng một phần anh. Của em cũng nhờ cái sự suy luận của Nhi, em cũng suy luận. Nào để xem Huỳnh Mến lần này sẽ lựa chọn thế nào. Tại vì em cũng nghĩ số 3, em đang nghĩ số 3. Nhưng mà Nhi làm khó. Nhi chắc chị cũng giống em á. Em thấy chị cái trực giác chị cũng giống chị em. Chị giống em số 3 nhưng mà chị không có cái vụ mà trong phòng mà phải thính. Em là suy nghĩ số 3. Tại vì số 1 nhìn rất là vui vẻ, đáng yêu, có việc gì đó rất là gần gũi. Còn số 3 thì em cảm thấy kiểu chảnh chảnh, kêu kêu làm sao. Nghiêm túc đúng không? Nghiêm túc, vài khoảnh khắc nhìn ảnh chảnh lắm. Cho nên em nghĩ là chắc là ảnh ca sĩ nhạc thính phòng. Có vẻ như là Minh Thiện đã thay đổi rồi khi nhìn thấy Huỳnh Mến phân tích như vậy. Không phải, tại em theo để cho gia đình yên ấm cái gì? Nhà phải có nóc. Bây giờ vấn đề là em thay đổi như thế là vì Nhi hay là vì Mến? Dạ yeah. Vì Mến. Có là có cùng một lựa chọn nhưng mà hoàn toàn phân tích khác nhau. Dạ yeah, vâng. Đúng không? Và các em sẽ lựa chọn số mấy? Dạ em được quyền chốt thì em sẽ chốt số 3. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng xem số 3 liệu có phải là ca sĩ nhạc thính phòng hay không. Chính xác. Và các bạn đã chính xác trong gang tấc. Nhưng bây giờ hãy cùng xem số 3 kia có giá trị tiền thưởng là bao nhiêu. 10 triệu. Các bạn đang có tổng tiền thưởng là 25 triệu. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời số 3. Về bản thân mình cũng như là nghề nghiệp hiện tại của mình. Dạ em xin chào toàn thể khán giả có mặt trong trường quay, anh chị. Em là Đức Nhân, em sinh năm 1995. Hiện em là ca sĩ tự do tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là giáo viên thanh nhạc. Wow, 95 rất là trẻ và đã làm giáo viên thanh nhạc rồi. Dạ, tại vì em học thanh nhạc cổ điển thì cũng được 8 năm rồi. Và em vừa tốt nghiệp đại học thanh nhạc. Chọn dòng nhạc thính phòng là một dòng nhạc kén người nghe. Và là một dòng nhạc có thể nói là không có nhiều show. Dạ yeah. Vậy thì tại sao em lại lựa chọn? Khi vô trường thì em cũng không nghĩ là mình sẽ học dòng nhạc này. Nhưng mà tất cả các trường nhạc chính quy tại Việt Nam thì sẽ đào tạo dòng nhạc đó. Và em cũng phải theo dòng nhạc đó. Nhưng mà mình học cái cơ bản, cái nền tảng thôi. Còn khi mà mình ra ngoài thì mình vẫn hát được những dòng nhạc khác. Bạn đã biểu diễn trong những chương trình lớn nào với cái dòng nhạc thính phòng này? Dạ, cái dòng nhạc cổ điển này thì ở Việt Nam chúng ta cái sân chơi nó không có nhiều. Một tháng thì chỉ có 1-2 đêm diễn là em được diễn dòng nhạc này thôi.
thì tại các salon âm nhạc cổ điển tại thành phố Hồ Chí Minh. Hát thính phòng này có điều gì khác biệt so với những dòng nhạc khác để các quý vị khán giả được biết ạ? Tại vì thính phòng thì người nghe người ta sẽ được dẫn dắt và cảm xúc bằng âm thanh, cho nên là mình phải cố gắng mình hát như thế nào cho nó thoát ra, mình thoát cái âm thanh mình ra. Đó. Còn cái cảm xúc nó được chi phối bằng cái làn hơi của mình, cho nên là cái nền tảng kỹ thuật nó rất là quan trọng, và một cái nền tảng sức khỏe nó cũng phải tốt. Có lẽ rằng là để chứng minh cho tất cả những cái điều bạn nói thì bạn nên có một tiết mục trong chương trình. Bạn có sẵn sàng không ạ? Dạ em sẵn sàng. Vậy thì bây giờ sẽ là phần trình diễn của chàng trai này, Đức Nhân. Cái đàn như thế nào? Thế còn kèn trumpet? Cái kèn trumpet em cũng không biết luôn anh. Nó hơi trùng ha. Mà vòng trước thì lại vừa đúng cùng nhau nữa chứ. Vòng thi cuối cùng của chương trình Giáo Hoàng thứ 6 mùa 3 với tên gọi Quyết Định. Ở vòng này chúng ta chỉ còn lại một gói tiền thưởng duy nhất, đó là số 5, và đương nhiên nó sẽ là 25 triệu. Xin mời. Ừ ha, nãy giờ mình không nghĩ. Yeah. Chúng ta còn 2 nghề nghiệp nữa, và nhiệm vụ của người chơi đó là lựa chọn một trong 2 nghề ứng với vị khách cuối cùng. Nào, hãy cùng xem nghề nghiệp của chàng trai này là gì. Nghệ sĩ đàn accordion và nghệ sĩ kèn trumpet. Wow. Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi thì chúng ta nên nghe trợ lý của tôi phân tích trước. Dạ đúng rồi ạ. Nào. Anh chưa? Trước hết em là đàn accordion, em có hiểu đàn accordion là thế nào chưa? Cái vấn đề ở đây là em không biết cái đàn đó là cái đàn như thế nào. Thế còn kèn trumpet? Cái kèn trumpet em cũng không biết luôn anh. Vậy thì bây giờ em dùng trực giác của mình đi. Cái chàng trai có cái màu cuộc sống tươi vui giống em thì hợp với cái nghề nào? Cái kèn trumpet anh. Rồi. Đó là quyết định của trợ lý chương trình. Khách mời số 1 hợp với nghệ sĩ kèn trumpet. Bây giờ sẽ là phần phân tích của hai người chơi. Đàn accordion các em có biết và đã gặp bao giờ chưa? Có thể là gặp được nhưng mà em không có nhớ được cái tên. Rồi, đàn accordion đó chính là cái đàn mà chúng ta thường ở nhìn thấy ở những nghệ sĩ người Nga ấy. Những cái quyển sách mà chúng ta kéo ra kéo vào. Dạ vâng. Đúng không? Nếu mà như anh nói về cái đàn đó thì em nghĩ là cái bạn này là nghệ sĩ đánh đàn. Tại vì cái giai điệu mà mỗi một cái người nghệ sĩ chơi đàn rất là vui. Nhìn cái phong cách của cái anh này, ảnh cũng vui tươi, rất là thoải mái. Thì theo em nghĩ thôi là anh này là chơi đàn. Theo em nghĩ hay là vì em chọn ngược lại so với trợ lý của chương trình? 50-50 đó ạ. Nào, Quỳnh Mến.
em thật ra là em đang có một cái quyết định riêng cho mình á, đó chính là anh này có thể anh sẽ chơi kèn ạ. Có nghĩa là cái quyết định riêng của em thì nó lại trùng với quyết định của trợ lý chương trình. Dạ đúng rồi, nó hơi trùng ha. mà vòng trước thì lại vừa đúng cùng nhau nữa chứ. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì đây là số tiền thưởng rất lớn, 25 triệu. Lần trước á thì em đã quyết định rồi, cho nên lần này em xin nhường quyền quyết định lại cho anh đi. Không, anh để em quyết định luôn. Ủa gì hả? Ừ. Có nghĩa là chồng được quyết định mà cũng không quyết định nhường hết cho vợ. Và quyết định của em sẽ là? Quyết định của em sẽ là nghệ sĩ đàn accordion. Vẫn là vợ quyết định được sự tôn trọng. Nhưng quyết định theo ý chồng thì chồng cảm thấy là thỏa mãn. Đúng không? Vậy thì bây giờ sẽ là kết quả. Phải to cao mới cầm được cái đàn đó. Phải to cao mới cầm được cái đàn đó. Mà cái tay ảnh cầm cái yếm nữa. Cầm lúc nào cầm cái yếm á. Tay nãy giờ cầm cái yếm hoài luôn nè. Đúng nè anh ơi. Chính xác. Như vậy là Huỳnh Mến đã tỉnh táo đúng lúc. Và một lần nữa trợ lý của chúng tôi đã quay trở về đúng với khả năng thật sự của mình. Được. Em thật là giỏi. Và đương nhiên rồi, đó là một nghệ sĩ đàn accordion. Và số tiền thưởng 25 triệu sẽ thuộc về hai người chơi. Yeah. Chúng tôi mời vị khách cuối cùng bước lên phía trên. Xin chào bạn, giới thiệu thêm về bản thân của mình. Mình là Tuyển, thì mình chơi đàn accordion cũng được 10 năm rồi. Wow. Một cái sự tình cờ thôi, một hôm ông chú mình đem cây đàn về rồi mình thấy nó lạ, rồi mình ôm vô mình học rồi đi hỏi han này nọ. Wow. 10 năm nay bạn chơi trong cái trạng thái là tự hỏi han rồi tự tìm tòi? No, tự tìm tòi một khoảng được một năm thì mình vào nhạc viện mình học. Bạn chơi cái nhạc cụ này thì bạn thấy nó thú vị ở điều gì so với những loại nhạc cụ khác? Nếu mà thú vị thì nó có thể tự đềm, tự đàn. Nhưng mà nó hay ở chỗ là nó có thể đàn được gần như là piano mà không có nặng và nằm một chỗ như piano, mà mình có thể xách đi bất cứ nơi đâu, mình chơi được hết. Và nó vui tươi nữa. Có vẻ như nó rất hợp với con người của bạn. Nhìn là thấy tươi vui, là thấy yêu đời rồi. Và đến đây chắc hẳn là bạn đã sẵn sàng để mang tới một tiết mục cho chương trình chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là nghệ sĩ đàn accordion. Chúng ta đã đi đến những giây phút cuối cùng của chương trình. Và lúc này các bạn đang có số tiền thưởng là 50 triệu đồng. Nó có thể giữ nguyên, có thể nhân đôi hoặc chia đôi, phụ thuộc vào thông điệp mà các bạn sẽ có được trong chiếc két mình đã chọn ở đầu chương trình. Các bạn còn nhớ mật khẩu của nó không ạ? Dạ nhớ ạ. Vậy thì hãy lấy tấm thẻ của mình ra. Ok. Em đoán bên trong là gì Diệu Nhi? Nhi nên nói chia đôi đi để cho nó nhảy được cái phải luôn. Rồi mặc kệ dư luận, em vẫn phải nói là chia đôi cho anh chị đúng không? Tôi đoán chắc chắn trong đó là chia đôi ạ. Rồi, hãy cùng xem. Chia đôi chứ không gì luôn, em chắc luôn á chị. Hãy đưa ra phía trước để cho khán giả được nhìn thấy ạ. Hay. Hãy đôi. Nhi ơi là Nhi. Và tôi nghĩ rằng là 50 triệu là một số tiền không hề nhỏ chút nào. Các bạn đã may mắn này, đã có những quyết định sáng suốt ở những thời điểm quan trọng, và đặc biệt là sự đoàn kết trong một gia đình.
Và tôi tin là 50 triệu này sẽ giúp các bạn hạnh phúc hơn khi rời khỏi chương trình. Cảm ơn anh. Cảm ơn các bạn đã đến với chúng tôi. Cảm ơn Diệu Nhi đã làm rất tốt vai trò trợ lý của mình. Và chúng tôi muốn nói với quý vị rằng đừng quên giờ phát sóng của chúng tôi, đó là 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi là Thành Trung, còn đây là trợ lý của tôi, Diệu Nhi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Mỗi tập với mỗi khách mời cùng những nhân vật bí ẩn khác nhau. Liệu với sự tinh tế, kỹ lưỡng trong từng bộ trang phục khi trình diễn của cặp thầy trò Võ Hoàng Yến, Tôn Tuấn Kiệt có giải đáp được nghề của các nhân vật bí ẩn là gì? Chúng ta hãy cùng đón xem trong tập tiếp theo vào tuần sau nhé!